Chào mừng các bạn đã đến với channel của trang mua sắm trực tuyến Meta.vn. Mùa đông đến thì nhu cầu sử dụng nước nóng và nước ấm lúc nào cũng thường trực. Chính vì thế mà chúng ta cần phải sắm một chiếc bình nóng lạnh cho gia đình mình. Và ngày hôm nay Meta giới thiệu đến các bạn sản phẩm bình nóng lạnh vuông Rossi Furo RPO 20SQ 20L sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nóng trong mùa đông này. Ngay bây giờ sẽ là thông tin chi tiết về sản phẩm. Bình nóng lạnh Rossi Furo RPO 20SQ có dung tích 20L là một bình nóng lạnh gián tiếp với khả năng làm nóng nước trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút. Chỉ cần làm nóng nước một lần là có thể thoải mái sử dụng cho gia đình rồi. Với dung tích là 20L thì bình nóng lạnh này phù hợp với gia đình từ 2 đến 3 thành viên, có thể sử dụng để cung cấp nước nóng cho bồn rửa mặt hay là bồn tắm rất tiện lợi. Thanh gia nhiệt là bộ phận quan trọng nhất của bình nóng lạnh và bình nóng lạnh Rossi Furo RPO 20SQ sử dụng thanh gia nhiệt tráng titanium. Đây là chất liệu cao cấp nhất trên thị trường cho khả năng gia nhiệt nhanh, làm nóng nhanh, chống bám cặn và mang lại hiệu suất hoạt động bền bỉ. Bình nóng lạnh gián tiếp hoạt động với cơ chế là lấy nước nóng pha với nước lạnh để cho ra nước ấm cho người dùng, hoạt động với các tính năng an toàn như bộ chống dò điện LCB siêu nhạy sẽ giúp nhanh chóng phát hiện dò điện hay chập điện để giúp người dùng được an toàn trong các tình huống bị chập điện hay là dò điện. Tiêu chuẩn chống thấm nước IPX1 là tiêu chuẩn quốc tế trên các thiết bị điện, điện tử nói chung và trên bình nóng lạnh nói riêng, nhờ vậy sẽ giúp chống thấm nước và đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. Bộ ổn định nhiệt có khả năng điều khiển nhiệt độ và đun nước đạt đến nhiệt độ mà người dùng mong muốn. Đồng thời sản phẩm này cũng có nhãn năng lượng 5 sao là một thiết bị tiết kiệm điện. Chiếc bình nóng lạnh Rossi Furo RPO 20SQ được thiết kế đơn giản, sang trọng với gam màu đen trắng, mang đến sự hiện đại cho các không gian phòng tắm. Bình nóng lạnh Rossi Furo RPO 20SQ 20L được bảo hành tới 7 năm khi các bạn mua hàng tại meta.vn. Các bạn có thể đặt mua sản phẩm bằng cách là truy cập vào đường link dưới phần mô tả của video hoặc là liên hệ tới hotline ở phía trên màn hình của Meta để được tư vấn trực tiếp. Meta.vn là website bán hàng online giá tốt và hỗ trợ giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, subscribe kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật những video mới nhất của Meta.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.